đội của tôi hoàn thành 2 trận đấu đã đạt được mục tiêu cao nhất là 6 điểm. Tuy nhiên trận đấu thứ hai thì đội tôi vượt qua một cách nó khá là dễ dàng. Vì vậy thì cũng là một cách để cho đội tôi giữ sức. Chúng ta đội của tôi hướng tới rất nhiều vào trận đấu với World Bus của tuần sắp tới. Riêng phần đội của chúng tôi World Bus thì qua trận vừa qua chúng tôi nói chung là đội chúng tôi đá chưa khởi sắc lắm. Mặc dù kết quả trận đấu thì thuộc về chúng tôi, mà những trong tình huống bàn thắng thứ nhất thì chúng tôi cũng có nhờ được sự may mắn là do thủ môn của đội bạn dâng lên hơi cao và tình huống phát bóng của thủ môn chúng tôi phát thẳng vào cầu môn của đội đối phương và chúng tôi đã ghi bàn được, và nhờ đó chúng tôi đã tạo được cái niềm tin cho cả đội và đồng đội. Cả đội chúng tôi đã thi đấu tốt hơn được và cũng đã ghi thêm một bàn thắng, và cuối cùng là đội chúng tôi đã giành chiến thắng tỷ số 2-1 của trận đấu đó. Thì qua trận đấu đó thì nói chung là toàn đội cũng chưa thể bắt nhịp được vào giải đa số. Trận đấu này thì Lâm Canh Tê thì thi đấu rất là mờ nhạt, những tình huống mà là Lâm xử lý thì nói chung là không có phát huy được cái tính nguy hiểm của nó qua uy hiếp được khung thành của đối phương. Nhờ có sự là phối hợp của các bạn, các đồng đội thôi, chứ còn Lâm thì không thể khả năng thể hiện được những cái tố chất của mình trước đây đã có. Bộ Leverkusen thì đội này cũng đã giành hai chiến thắng trước khi bước vào giải, thì đã thi đấu 2 lượt rồi, đội Leverkusen cũng đã giành 2 chiến thắng. Thì đội Leverkusen thì thành phần của Leverkusen thì lực lượng cũng có một vài nhân tố nổi bật như Lộc, Thịnh đó, những cái nhân tố đó thì làm nên cái chiến thắng của Leverkusen của 2 trận vừa rồi. Thì chúng tôi cũng đã xem qua cái đội của Leverkusen cũng thi đấu 2 trận vừa qua, thì nói chung là đội Leverkusen thì thực sự thi đấu đội có những con người tốt để làm thay đổi cục diện của trận đấu. Thì chúng tôi cũng trận đấu tới đây thì chúng tôi cũng cố gắng làm thế nào để chúng tôi xem xét để cho các vận động viên của chúng tôi cố gắng bắt chặt được những cái mũi có những cái mũi tốt nhất của bên Leverkusen để chúng tôi có thể năng giành chiến thắng hoặc là có một trận hòa. Tất nhiên khi bước vào vòng đấu thứ 3 này thì với vị trí của tôi là một huấn luyện viên thì tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ về Watford. Thì ở Watford, mặc dù trận đấu trước đội Watford thắng với một tỷ số cách biệt tối thiểu, tuy nhiên không thể phủ nhận được những cái sự cố gắng và đặc biệt đánh giá cao cái tinh thần tập thể của đội Watford. Trong đó nổi trội một số cá nhân như thế là Lâm Canh Tê, thủ môn Bảo, và họ còn có một trung phong cực kỳ xuất sắc đó là Trung Anh. Mặc dù cầu thủ này chưa nổ súng nhưng mà về đóng góp về lối chơi chung thì Trung Anh rất là nhiệt huyết, và tôi đánh giá cao về cầu thủ này. Thì tất nhiên chúng tôi bên cạnh đó thì lực lượng chúng tôi hiện đang ở trong giai đoạn sung sức, và tôi tin là với 2 chiến thắng vừa rồi thì đội tôi hoàn toàn có đủ sự tự tin và những cái sự chuẩn bị tốt nhất và để bước vào trận đấu thứ 3 gặp Watford này. Mặc dù tuần thi đấu này là một tuần thi đấu khá là dày đối với chúng tôi phải thi đấu 2 trận đấu liên tiếp, tuy nhiên vấn đề này thì không phải là một vấn đề quá lo ngại đối với tôi. Cầu thủ chúng tôi đạt phong độ cao, tôi tin tôi sẽ có được một kết quả tốt trước Watford. Tất nhiên thì đây là một chặng đường khá là dài. Qua 2 trận đấu thì tôi cũng chưa có thể nói trước được chuyện gì, nhưng mà mục tiêu cao nhất của đội chúng tôi là sẽ giành được thứ hạng nằm trong top 3 để chúng tôi có vé dự C1 mùa sau. Tôi nghĩ kết quả trận đấu sẽ khá là cởi mở. Tôi nghĩ kết quả nó sẽ có từ 3 bàn thắng trở lên. Và tôi nghĩ sẽ có kết quả tốt cho đội của tôi.